Đây là Razer Mamba Wireless, không hẳn là phiên bản nâng cấp mà là phiên bản không dây của chú chuột Mamba Elite đã được ra mắt cách đây một thời gian. Dòng chuột Razer Mamba này thì xuất hiện khá là lâu từ những năm 2013 và khởi đầu là chú chuột Mamba 4G, được đánh giá là một chú chuột chơi game khá đẹp, tuy nhiên lại bị gắn mác là gaming không dành để chơi game bởi vì cái phân bố trọng lượng cũng như thiết kế của nó không được thông minh cho lắm. Quay trở lại với chiếc Wireless ở đây thì sau một thời gian trải nghiệm, mình và các đồng nghiệp dành cho nó hai từ để nhận xét, đó là hoàn hảo. Đầu tiên về tổng quan ngoại hình của nó thì nó không có nhiều sự khác biệt so với chiếc Elite có dây về từ nút bấm tới cách cầm, nhưng điểm mình hơi buồn ở đây đó là hai cái rẻ led home rất là đẹp ở Elite thì đã bị cắt trên bản Wireless này, chỉ giữ lại led ở trên cuộn cũng như là ở logo Razer giữa thân chuột thôi. Các chế độ sáng khác mặc dù tương thích với phần mềm Synapse nhưng mà không được đặc sắc lắm. Có lẽ vì đây là chuột không dây, việc tích hợp quá nhiều đèn led thì sẽ giảm tuổi thọ pin nên là Razer bất đắc dĩ đã phải bỏ đi để đạt được cái thời lượng pin theo công bố là lên tới 50 tiếng sử dụng cho 4 tiếng sạc pin. Về thiết kế của Mamba Wireless vẫn sẽ là công thái học, tức là chỉ dành cho người thuận tay phải. Kiểu thiết kế này thì sẽ dành cho các bạn cầm nắm theo kiểu palm grip bởi vì form chuột khá là to và ôm tay, nó sẽ cho cảm giác cầm nắm tốt với các bạn nam hơn. Như các bạn có thể thấy, trải nghiệm cầm nắm với bàn tay nhỏ của mình là khoảng 16cm thì khá là khó khăn. Ngược lại, khổ tay lớn cỡ 20 trở lên thì cảm giác sẽ ổn hơn rất là nhiều đấy. Ngoài ra, cân nặng của chuột là 106g, tức là chỉ nặng hơn phiên bản có dây chỉ 10% thôi. Vẫn là một cân nặng rất là lý tưởng để các bạn có thể sử dụng lâu mà không hề bị mỏi tay. Nếu mà so với những phiên bản cũ thì nó nhẹ hơn khoảng 25%. Đặc biệt khi so với Mamba 4G, nó đã giải quyết được một số khuyết điểm, đó là cái trọng tâm thì được đặt hoàn toàn ở chính giữa, chứ không bị lệch về đuôi như trước nữa. Các nút phụ của chuột thì được bố trí giống như ở phiên bản có dây, hai nút ở bên hông mặc định sẽ là back và forward khi mà duyệt web. Ngoài ra thì nó rất là tiện khi mà các bạn đặt các nút item ở xa, ví dụ như là số 5 và số 6 trong khi chơi các tựa game như là Dota hay là Liên Minh. Bên trên là sẽ dành cho việc chỉnh DPI của chuột, nhưng cái này thì thực sự là không quá hữu dụng. Toàn bộ các nút trên chuột sẽ gắn với các chức năng khác nhau hoặc là cả một tổ hợp phím thông qua phần mềm Razer Synapse đi kèm. Ở mặt bên dưới, nó bao gồm 3 feed chuột khá to nhưng mà không đi kèm hàng để thay thế khi bị mòn. Mắt đọc F3389 mình sẽ có nói ở phần sau, và một cái nắp nhỏ bên trong chứa cục thu phát tín hiệu 2.4GHz. Một nút để tắt chuột mà Razer khuyến cáo là các bạn nên tắt để khi sạc để đạt được cái hiệu năng cao nhất. Có tối đa 5 thiết lập để có thể lưu vào trong bộ nhớ của chuột. Với các thay đổi thế này, mình thấy là Wireless đã chuyển mình từ một chú chuột không dây sử dụng ở nhà thành một chú chuột gaming không dây sẵn sàng cho các giải đấu online khi mà không tốn quá nhiều thời gian setup chuột cũng như là lích kích đồ đạc mang theo. Để kết nối Mamba Wireless với máy tính thì chúng ta sẽ sử dụng một chiếc adapter nho nhỏ thế này và được gắn sẵn vào thân chuột, chứ không được trang bị một chiếc đế sạc to và đẹp mắt như là ở Mamba 4G hay là Ouroboros. Cá nhân thì mình thích sạc to hơn bởi vì trông nó sẽ đẹp, nhưng mà việc thu nhỏ bộ tín hiệu này cũng sẽ giúp cho cái việc di chuyển cũng như là cơ động tốt hơn. Ngoài bộ thu này thì Razer còn trang bị thêm một chiếc adapter nữa để kích sóng và làm sạch tín hiệu, giúp tăng cái khoảng cách sử dụng lên gấp 3 lần trong trường hợp mà các bạn muốn sử dụng chuột trong những không gian rộng như là phòng khách chẳng hạn. Ngoài ra, một số game thủ chuyên nghiệp cũng dùng cách này để đưa bộ thu phát gần hơn với chuột, đảm bảo được cái hiệu năng sử dụng không dây tốt nhất và loại bỏ được những cái vướng víu do dây dẫn tạo ra. Với mức lip out khá lý tưởng là khoảng 1.5mm thì Mamba Wireless cho cảm giác di chuyển khá là ổn định, không bị dính lỗi lip out nặng như là ở trên SteelSeries Kana về hài cũ. Khi thử nghiệm với một số tựa game thì tốc độ phản hồi rất là tốt, cũng bởi là Razer đã có nhiều kinh nghiệm trong làm chuột không dây rồi. Và như các bạn có thể thấy ở đây, khi mà bạn đồng nghiệp của mình thử nghiệm chuột với tựa game CSGO ở chế độ Deathmatch thì cũng không mất quá nhiều thời gian để làm quen với mắt cảm biến cũng như là về mặt thiết kế. Cảm giác kiểm soát đường đạn khi mà spray cũng rất ổn định, và để nói về độ trễ thì gần như là không có. Có thể xoay trái, xoay phải vào các vị trí một cách rất chính xác và gần như là ngay lập tức. Razer thì trang bị kha khá tính năng cao cấp cho con cưng của mình. Ví dụ như nút bấm của Mamba Wireless này, nó sử dụng OMDON 50 triệu lần nhấn. Cảm giác nhấn mang lại thì ở trên mức trung bình, tức là nó không quá nảy như là Logitech G502, cũng không bị quá đầm tay như là SteelSeries Rival 600. Việc mà để mức trung bình như vậy giúp nó có thể sử dụng được cho nhiều tựa game hơn. Đặc biệt là khi các bạn spam nút ấy, thì cảm giác mang lại vẫn rất là tốt, chứ không bị quá lì như một số con chuột khác. Điểm tạo nên hiệu năng sử dụng tốt của một chú chuột gaming phải kể đến đó là mắt đọc. Thì ở Mamba Wireless này, nó sử dụng mắt giống như là trên Death Adder Elite, Lăng Hit Tournament hay là Basilic. Đó là mắt F3389, phiên bản nâng cấp của Pixart 3360. Các bạn đừng quá quan tâm tới cái DPI 16.000, bởi vì cái này thực chất là để PR sản phẩm thôi. Điểm cải tiến lớn nhất ở đây đó là Razer đã cho F3389 tốc độ tracking tối đa lên tới 450 IPS. Một tốc độ phải nói là khủng nhất trên thị trường hiện nay, khi mà Logitech chỉ dừng ở 400, còn SteelSeries là 350. Ngoài thông số khủng như vậy thì mắt 3389 còn có gia tốc cực kỳ thấp, có thể kém TrueMove của SteelSeries nhưng mà tốt hơn 3366 của Logitech rồi.
Mamba Wallet có phải là chú chuột dành cho bạn? Câu trả lời phụ thuộc vào từng nhu cầu sử dụng các bạn. Nếu các bạn cần tìm một chú chuột có thiết kế đẹp, chụp ảnh lên lung linh để khoe với các trang cộng đồng, hay đơn giản là không thích chuột không dây, các bạn có thể lựa chọn bản Elite có dây thông thường. Còn nếu các bạn muốn sử dụng một chú chuột gaming thực thụ, có mắt đọc tốt, khả năng kết nối cũng như là setup nhanh chóng ở bất kỳ đâu, thì Mamba Wallet sẽ là sự lựa chọn dành cho bạn đấy. Bởi vì nó có thể giải quyết được rất nhiều những cái vấn đề khác, ví dụ như là dây dợ lằng nhằng khi mang đi lại này, mang bungee kèm theo, hay là cài đặt driver, thiết lập các thứ, biến nó trở thành một chú chuột gần như là hoàn hảo, dành cho các bạn có sở thích online cùng đồng đội đấy.